cao nhất về loa kéo sử dụng mặt công suất ha. Thì hôm nay em lên một cái mẫu gập cho anh em rất là vip, 2 bát 50 anh em nha, 2 bát 50 rất là khủng nha. Đây, 2 bát 50 rất khủng mẫu gập. Thì em này hôm nay em sử dụng là 2 cặp bát, 1 cặp bát 50 bát Thái anh em nha, BA120 bát Thái con 65 từ 07 nha. Đối với mặt 450 maximum của nó là nếu mà bát 50 là phải con 65 từ 107, còn nếu như chúng ta sử dụng bát 40 thì anh em có thể làm bát con 75 từ 109, nhưng mà chúng ta phải tính toán cái phân tầng để cho mặt nó lên tường hiệu quả. Nếu mà anh em cứ hỏi là không phải cái nào chúng ta cũng gấp phân tầng đâu nha. Đó, em thấy lý do phải nghiên cứu nhiều lắm nhá, không có đơn giản như anh em mình nghĩ nha. Rồi, và ở đây em sử dụng 2 cái mic, cũng là 2 cái mic Thái luôn nha, PA luôn. 2 tép ở dưới là 2 tép 450 con dẹp và trên là 350 nha. Đó, cho nó đánh tiếng rất là phê. Em thấy là với cái tầm tiền con này và cái con ngày hôm qua em cho anh em lên cho anh em là hàng công ty ha. Hôm qua là hàng công ty, 1 bát 50, 8 mic, 4 tép. Nhưng mà nó đánh không có lại cái con này đâu anh em, nó thật ra thì công ty nó còn nhiều thứ lắm, nhân viên công ty thuế đủ thứ ha, nên nó cao. Còn như cái này chính tay em ráp thì cái tiền công điều thế nó giảm rất là nhiều, và nó phải hiệu quả hơn thì chúng ta mới bán được so với hàng công ty. Nếu mà chúng ta ráp ra mà bằng với hàng công ty thì chúng ta lắp làm cái gì, đúng không anh em? Để công ty nó ráp thì mình làm gì đó. Con này thứ nhất là bass sâu mềm mít quá tuyệt, và tép cũng vậy anh em nha, sử dụng vẫn là bình 30 ampe. Anh em không thích cái mẫu gặp thì anh em còn lại chúng ta sẽ mở gặp gặp cái xuống ha, và dây kết nối đây, dây nó gặp này đó, cái học để micro phía sau này rất là phê, bass rất là sâu và mềm. Thì với cái mẫu này thì với cái mức giá nó cũng cực kỳ là hợp lý cho anh em chơi, cực kỳ hợp lý luôn nè. Và bên em ráp là tiêu chí là ráp cấu hình mắt và hay nhất có thể, hay nhất có thể anh em trong cái giới hạn của những cái dòng bình dân như thế này. Và hiện tại cái con này em đang bán cho anh em với mức giá là 10 triệu, 10 triệu chưa bao gồm phí ship cho mẫu gặp cao nhất. Anh em thấy nó bán mấy cái mẫu gặp có 5 triệu, 5 triệu 9 đúng không? Em làm phải 10 triệu. Không làm thì thôi, làm cho tới. Nếu anh em đã mua rồi anh em biết chơi. Anh em chơi bên đầu hand thì anh em biết rồi, tính của em làm là tới đâu mới ra cái đó chứ không có làm lương ương gì hết. Cái thùng không em đã đặt nó mắc tiền hơn rồi, không có làm rẻ tiền. Bảo đảm anh em luôn không ạ. Rất là chắc chứ không phải bảo thùng rẻ tiền. Thứ nhất là thùng không rẻ tiền. Mạch phải là mạch đúng chuẩn 450 cm. 450 cm anh em nha. Còn em thấy mạch một cái hàng nút là mạch nhỏ hơn cái mạch này là lắp D. Nó có cái mạch y như thế này cũng của hãng này, nhưng mà 300W nó không phải là lắp D nha. Đó. Đấy, thì em lắp toàn là mạch này không anh em thấy không? Công suất lớn nhất nhưng mà mới đánh được mấy cái này. Đó, em thấy ha. Đó, mạch này em đang bán giá lẻ rất là ok anh em, chỉ có 1.650.000 chưa bao gồm phí ship. 1.650.000 nha. Mic này thì là mic này nó rất cái đời mic này là cực kỳ hợp với lại cái mạch này luôn. Mic này thì em đang bán nó khoảng 700.000 thôi, bữa nay nó lên giá nữa rồi. Tết bắt đầu nó nhiều lương lái rồi, bắt đầu ráp nhiều là nó lên ha, nó giảm vậy thôi đó. Còn tép hiện tại đang là ráp tép Martin 450 350, anh em thấy nó ít, anh em cộng lại loa thì nó sẽ ít hơn cái con công ty ngày hôm qua, nhưng mà cái gì nó cũng hơn, tại vì tép là mình sử dụng tép lớn, mic là mic lớn chứ không phải là những cái mic nhỏ để chia ra thì nó sẽ vô đó. Bass cũng vậy, con kêu qua 1 bass thì em làm với 2 bass. Cân chỉnh mạch quan trọng là sao, chúng ta ráp vô một cái loa nó sẽ đảm bảo cho anh em các vị trí nó phải hay và tiếng mic nó phải ok. Bây giờ em alo thử cho anh em nghe tiếng mic nha. Lư 1 2, lư tiếng rất là phê, rất là sáng luôn em nha. Lư 1 2 3 4 5 6, lư ok chưa? Cái mic, tiếng mic trong karaoke là nó chiếm hết 50% chất lượng rồi. Ngoài ra cái tiếng thứ hai là cái tiếng nhạc nó phải hay, phải tròn trịa, không bể vỡ thì đó mới là tiếng hay. Chứ mà mình ráp đại lên giống như mấy ông mà hồ là nhà kho ráp đại xưởng gì đó, còn là cầu rẻ không à. Bảo đảm em bao luôn hàng rẻ không, ở cặp bass của em không có mua được độ nó rồi đó. Anh em thấy là bên em ráp loa kéo là rất chất lượng, dành cho những anh em biết chơi. Tại vì á
cái đầu xịn mình ráp anh em chơi khoảng 5-2 năm nó không xuyên ra, ba cái đầu rẻ anh em chơi 2 tháng 3 tháng bắt đầu nó xuống. À, bát nó ù nó xì mất, bát tép thì nó rè nó xè nhá, mặt thì không đảm bảo chất lượng luôn đó. Cái nào cũng có cái giá anh em nha, cho nên anh em cân đối ha, chúng ta ráng thêm một chút xíu nữa chúng ta chơi đồ chất lượng. Đấy. Chủ là test mic cho anh em nghe thử nha. Có mấy bài hát tới hát lôi hoài không có bài gì mới được anh em. Hát thì dở. Bài thánh ca buồn anh em nhé, Noel mà. Thank you.
và cái con này em đang bệnh trang bị cho anh em là cái bình 30 ampere để anh em hát lên đến vài tiếng đồng hồ rất bình thường ha. Màn hình này cũng chạy, nếu mà chúng nó hát một lượt như này cũng chạy 5-7 tiếng đồng hồ vô tư với con này. Màn hình là 6.800.000, con này thì chỉ đổi bao ship với lo kéo thì con này là 70 triệu đồng em nhé, chưa bao gồm phí ship nha. Đó, dù anh em lân cận ở Sài Gòn, ở Bình Dương hay ở Đồng Nai hay là các anh miền Tây, Tiền Giang, Bến Tre, thậm chí Vĩnh Long, Cần Thơ, em sẽ hỗ trợ giao, chỉ phụ em phí chút xíu ha. Phụ phí thôi, phụ phí chút xíu thôi, còn ở xa thì bắt buộc anh em phải chịu cước nha. Đấy, giá rất là hợp lý và đáp một cái cấu hình cao nhất có thể. Em không có làm thấp thấp, không có làm thấp thấp tại nó không có đủ cái đô của em nha. Cái đô của em thì nó nghe nó hay, nó cao cấp quá rồi anh em nha. Rồi, chào anh em, yêu thì hãy gọi ngay cho em nha.